sau một buổi cách ly kiểm tra coi tụi nó đi vệ sinh có ra lãi hay không. Còn đây là chỗ của con quạo với ngầu này nha, vẫn bình thường. Còn ở trong này mình sẽ kiểm tra coi từng đứa nó phản ứng như thế nào nha. Đại ca hả, nó không cần thiết phải ra ngoài, nằm ở đây ngủ thoải mái, thức dậy là có đồ ăn để ăn, mắc ị thì đi vệ sinh, không cần thiết phải ra ngoài nha. Bữa nay tôi sẽ cho tụi nó ở trong này nguyên đêm luôn để kiểm tra cho nó rõ chút xíu. Chỉ mới có phát hiện hai con thôi, còn trong cái bầy này chỉ thấy phân của con đại ca thôi, tại vì phân nhỏ xíu nè, nhìn không có thấy sáng lạ gì hết. Còn mấy con bự chắc là hồi sớm nó đi vệ sinh rồi, do đó nó chưa có đi nha. Tôi đợi cho đi vệ sinh hết toàn bộ rồi mới là cho tụi nó nhập bầy chung với nhau, chứng tỏ là đại ca này cũng không có bị lãi sáng nha bà con. Vậy là phải chúc mừng cho đại ca. Còn con khế với con dòi thì tôi nghĩ cũng không bị đâu, tại vì mèo bự nó ít khi nào bị lắm, trừ khi nào nó lây. Mà con khế nó hay liếm cho con vui lắm nha, coi chừng con vui lây cho con khế luôn đó. Với con nhọn nữa, nó đâu có liếm cho con vui thường xuyên đâu mà sao nó bị lây cũng không hiểu nè. Cái gì đây, kêu cái gì, mở cửa cũng không chịu ra ngoài nha, khoái trong này lắm, chứng tỏ là con đại ca cũng khoái yên phận lắm nha, chưa tới lúc nó quậy thôi. Còn khế thúi thì mày mở cửa thì tao ra cổng mở rồi thôi. Trời ơi, đại ca cái này tỏ cái vẻ giống như là một đứa cháu ngoan ha, lại gần liếm khế thúi hoài luôn nha. Không phải mình con đại ca đâu, con dòi khùng cũng vậy. Trời ơi, chạy lên hung con khế đi ghê chưa. Cái mặt của khế thúi như kiểu ủa sao bữa nay mấy đứa này nó hiền bất tử vậy ta. Nè đại ca nè khế thúi, nè ôm hung nó đi, bữa nay nó đóng vai cháu ngoan đó, cho nó đóng trọn vai đi mày, bỏ chạy thấy không. Còn con miêu với con khè đang cách ly ở trong tù như thế nào đây? Con khè nó chui vô cái nôi nằm, còn con miêu nằm ở trên đó, nhìn qua bên này. Trời ơi, mấy đứa nó sung sướng quá trời luôn. Nhưng mà chỗ nào cũng như nhau thôi, chỗ nào cũng có nệm cũng mát mẻ. Cái thời tiết này là không có dặn nó lạnh buổi tối nha. Sao miêu? Trời, bữa nay nó chuyện với tôi đó kìa, thôi nhõng nhẽo luôn. Con miêu này phải lâu lâu cho nó ở chung với mấy con dữ nha bà con, chứ nó ở chung với mấy con hiền á ha, nữa nó sẽ ăn hiếp mấy đứa hiền nha. Trời ơi, trong này sao mà cái râu bị gãy luôn rồi nè chàng. Tội nghiệp con bé chưa, gia tài chỉ có hai cái râu màu trắng thôi mà làm sao rụng hết một cái rồi. Mày phải xài thuốc dưỡng râu nha mày. Mới thấy mình là vuốt nó mà nó nhõng nhẽo mình đó nghe bà con. Cái con miêu này cũng là thánh lợi dụng giống như con ngầu đó nha. Cái nết y chang mẹ nó hà, nó nói chuyện với mình đó kìa. Vậy trời ơi, bữa nay đóng vai cô gái thùy mị nữa kìa. Cái này làm sao vô đây không có lợi dụng được con nào hết trơn á. Có con khè trong này khó lợi dụng nó lắm nha, tại vì con khè á, mỗi khi con miêu mà đưa cái đầu lại gần nó mà nó không thích là nó cạp thiệt luôn á. Nó cạp á là dính da luôn á nghe, bởi vậy đâu dám lợi dụng khè đâu. Cà chớm với con dòi, cà chớm với con nhọn, con khế đủ thứ hết, nhưng mà không dám cà chớm với con khè đâu. Lâu lâu cho nó ở chung với con khè để mà rèn luyện nhân phẩm lại nha, chứ cái nết con này nó lợi dụng giống mẹ nó y chang nha. Con dòi đang liếm cho con vui ha, nó ủi cái đầu vô cho con dòi liếm ké cho nó, chút xíu nó không vui ha, nó cạp con dòi là cạp thiệt đó bà con. Nó gặp con khè mới vừa với nó đó. Bữa nay nó nói chuyện nhiều với tôi đó nha, tại vì ở trong tù này đâu có ai nói chuyện, đâu có ai chơi, đúng không? Ráng đi, cái tới ngày mai tụi bay ị xong mới cho tụi bay nhập bầy nha. Trời ơi, lại ủi nó kìa, công nhận chưa. Bình thường nó không có vậy đâu nha, ra ngoài ha là cái mặt của chị kênh kênh ha, ai không thích là chị bụp liền. Còn bữa nay trời ơi, dễ thương dễ sợ chưa. Bởi vậy lâu lâu phải cho con miêu vô đây rèn luyện đạo đức lại nha. Nó bà con thấy không, dễ thương hẳn ra luôn. Nhưng mà cái mặt này là đang diễn kịch đó nha bà con. Nó mà ra ngoài cái đi, thôi đừng ai nói đi nghe mày. Rồi biết rồi, mày mơi đi, mơi thả cho ra. Còn đây ăn khè đây, chui vô trong này nằm, ấm êm dễ sợ luôn. Nếu như trong này là con nhọn hay con dòi á, là con miêu nó chui vô ké được nha. Còn con khè chui vô đây thì con miêu nằm mơ đi. Trừ con khế nó mới cho nằm chung thôi, tụi mày không có là cái gì để cho nó nằm chung hết á. Nhưng mà ở trên này vẫn êm. Với lại con miêu nó không có khoái mà chui vô mấy cái chỗ vậy đâu nha, nó khoái trên cao thôi. Con miêu nó đang đóng vai một con mèo thùy mị, nhưng mà cái âm thanh của nó không có thùy mị nổi nha bà con. Cái này phải gọi là cái gì, tâm sinh tướng nha. Còn con khè thì nằm ở trong ngủ bình thường. Hay bữa nay thời tiết cũng không có lạnh lắm, mà chui vô đây là cũng hơi hầm nha. Trời ơi, kêu gì kêu hoài vậy, thôi lên ngủ đi. Rồi để tao đi ra ngoài rồi, khi nào tụi bay đi ị đi rồi tao sẽ cho tụi bay ra nha. Phải kiểm tra rõ ràng coi phân như thế nào mới được. Thôi ngủ đi, mày khỏi có dụ dỗ tao nha. Lợi dụng con nào thì được, chứ lợi dụng con sen này thì khó lắm nha. Và cái chỗ cuối cùng là chỗ của giả chân cô nương và con vui. Hồi chưa tới giờ nhìn hài lắm bà con ơi. Con vui cứ đưa cái đít đưa cái đầu vô trong nhọn liếm hoài. Con nhỏ nó cũng lịch sự,
liếm chút xíu thôi rồi nó nghỉ mệt. Mà con vui cứ ép nó liếm hoài với nó quạo nha. Nó quạo nó đuổi con vui xuống, y chang như là con ngầu đuổi con vui vậy đó. Nhưng mọi người biết rồi, con nhọn này không bao giờ nó cắn mèo con, nó chỉ hù thôi nha. Những con khác nó cũng không có cắn nữa. Mà thiệt, tôi công nhận con vui nó lầy dễ sợ luôn. Vừa lầy mà vừa nhõng nhẽo mà vừa dai như đĩa nữa. Hồi trưa tới giờ nó cứ hả quấn con nhọn hoài. Rồi con nhọn nổi khùng lên nó làm mắc cười lắm nha. Nó hạ họng làm như nó táp con vui vậy đó. Nó cạp cạp mà cái mỏ của nó đụng vô cái đầu con vui nhìn mắc cười lắm. Mà cạp như vậy á là cái mỏ con nhọn nó bị đau. Chứ con vui này nó lì với nó nhây quá trời, không đuổi không được. Nằm một chỗ không yên nha. Ủi ủi cái đầu vô mình người ta hoài. Trong khi cái mặt của nó già chát rồi. Không chừng con nhọn nó nghĩ con vui này dê nó cũng không chừng nữa nha. Mà trong khi tôi thiến hết trơn rồi, nó cứ kêu vậy hoài đó. Kêu cái tiếng mà nhõng nhẽo nha. Nó kiếm mẹ nó mà không có mẹ thì nó nhõng nhẽo con nhọn. Khi mà nó thấy tôi bước vô ha, cái nó nhảy xuống. Nó làm cái thái độ giống như là một chàng trai đáng thương đó, đưa tay đưa chân giống như cho người ta liếm cho mình vậy đó. Trời, nó làm như tôi là mèo vậy đó trời. Rồi lại nhảy lên nhõng nhẽo giả chân cô nương. Và cái mặt của giả chân cô nương là không có vui. Nhưng mà thôi, liếm cho mày vui chút xíu thôi nha. Tao không có rảnh mà tao chăm mày hoài đâu nha mày. Trời ơi, cái mùi của mày có mùi con ngầu quá trời luôn. Tao lịch sự lắm tao mới liếm cho mày thôi. Rồi tiễn vong đây mày. Và con vui nó chưa chịu nha. Bắt đầu tấn công tới nhọn tiếp tục. Ủa? Rồi nó tấn công qua tôi bà con ơi. Thôi thôi, tao cũng giống như giả chân cô nương rồi. Tao cũng ngán cái độ lầy của mày quá vui ơi. Già lắm rồi con. Bớt bớt nhõng nhẽo lại. Hèn chi con ngầu chạy nó là phải rồi. Trời ơi, nó lầy nó cứ ủi người ta suốt vậy đó. Mà trong khi mày bự con dữ lắm luôn. Nó bự con hơn con nhọn cứ ủi nhọn hoài, hỏi sao tao không quạo. Thôi kêu hoài. Chưa từng thấy con mèo nào nó nhỏ tuổi. Nhỏ tuổi mà sao có cái khuôn mặt phụ huynh vậy nè trời. Mấy con mèo khác dòm nó không nghĩ nó nhõng nhẽo đâu nha. Bây giờ nghĩ nó dê người ta đó trời. Đó đó thấy trời. Đó đó. Đưa cái đít vô mặt người ta không. Phải chi còn nhỏ đi chứ lớn quá trời rồi. Đó đó thấy chưa. Hả, con nhọn đe dọa vậy không đó. Nhưng mà đe dọa cái kiểu này là ngu. Nó cạp nó không dám cạp nha. Lấy cái mỏ nó đập vô cái đầu người ta. Cái con đau là con đau mỏ chứ không phải con đau đầu. Công nhận. Quỷ nhọn nhiều cái nó cũng ngu ha. Nó hù dọa vậy không mà bây giờ vui đâu có sợ đâu. Vừa ngay vừa nhõng nhẽo mà vừa lầy nữa. Đeo người ta thì đeo chút xíu thôi. Đeo cái gì mà 24/24. Con nào mà không quạo. Con dòi mà ở chung với nó thế nào cũng quạo à. Trời ơi, cái gì mà nhõng nhẽo mà quá lố luôn. Với lại cái mặt đã già với thân hình cũng bự nữa. Muốn con nhỏ nó coi mày là trẻ em cũng hơi khó nữa nha vui. Cái mặt con đại ca với quạo, con miêu, nó trẻ hơn mày rất là nhiều luôn. Mà công nhận thì cái mặt con vui nó già hơn mặt của con dòi luôn á trời. Nhìn không biết con vui nó mới có 4 tháng tuổi đâu. Thôi, già trước tuổi rồi con ơi. Đừng nhõng nhẽo nữa nha. Rồi cái mặt của mày nhõng nhẽo nhìn không có giống nít vậy chứ, kỳ lắm, nghe vui. Coi kìa. Coi tay chân đang nhõng nhẽo kìa bà con. Tội nghiệp quá. Muốn làm trẻ em mà cái mặt phụ huynh. Thiệt là tội nghiệp cho vui ngáo nha. Cái này phải gọi là lỗi định mệnh nha. Tại vì thằng cha mày có cái bản mặt quá trời đặc trưng đi. Ai kêu mà lấy gen của cha mày làm chi. Thôi gắng chịu đi. Đó thấy chưa. Thấy con nhọn bước lại là khều móc. Uốn éo qua lại. Nó con nhọn nó nhìn á, thấy không. Tưởng đâu vui dê nó không chừng á. Nãy giờ nó quạo lắm đó nha bà con. Mà mỗi khi con nhọn quạo là tôi mắc cười. Bây giờ mình nhìn xa đi ha. Bây giờ tôi nói con vui này là 4 tháng tuổi. Mọi người có tin không? Theo dõi kênh lâu thì tin nha. Chứ cái nét mặt con vui là cái nét mặt của con mèo từng trải nha. Và cái hình thể á, nhìn cũng đô con nữa. Nhìn cũng rất là manly luôn. Mà nói 4 tháng tuổi thì cái kiểu giống như là nói cái tuổi nhỏ lại vậy đó. Khó có ai tin là nó 4 tháng tuổi lắm. Trời ơi cái mặt kìa. Già chát nữa nữa thấy chưa. Đó đó đó.